Hello mọi người. Thì cuộn dây mọi người đã thấy quen không? Nếp trước có test rồi, tới 12 kg. Được anh em ủng hộ cũng khá nhiệt tình. Và một số anh em chưa tin tưởng vào chất lượng dây. Thì hôm nay đang sẽ test tiếp tục lên số ký cho mọi người xem nha. Vẫn là cuộn dây số 10 0.52 mm nha. Cuộn 500 m màu xanh. Thì mọi người vẫn biết rồi, cuộn này nó có 3 màu. Đây, màu xanh, màu vàng, màu đỏ nha. Ba màu cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay đang test cho người bất ngờ là 12 kg mà người không chịu ha. Bây giờ lên tiếp cho người xem. Đây, dây nè. Đây nha mọi người để mọi người nói ăn gian là lấy dây nào quấn vô nha. Đây, xả ra cho người xem nè, trong cuộn nè. Một số anh em nói là ăn gian nha, lấy dây khác. Dây khác quấn vô. Nói chung là shop bán test thế nào thì bán thế đó nha mọi người. Hàng đến shop còn cho kiểm tra hàng mà anh em muốn rảnh thì cho anh em test rồi để quay clip lại cho rạng. Anh em muốn test á thì nhớ quay clip cho rạng. Nếu mà có đứt thì anh sẽ đổi cho anh em cái cuộn khác luôn cũng được nữa. Nè, tháo cho cái đóng nhỏ rối nha. Nó rối nó bị sắn sắn. Nó quay quay vòng vòng. Đó, anh em vừa nếu muốn test á thì bật điện thoại lên quay cái clip cho rạng test, nhớ là cột, nhưng mà quan trọng cái mối cột lắm nha mọi người. Đây nè, đây nè, cái mối cột vô cái khóa rất quan trọng nha mọi người. Cột á mà khi test á nó đứt ở chính giữa này nè, này đứt chính giữa này nè là dây nó nổ đứt. Còn mà đứt ở chỗ mối cột á là cái cách cột của mọi người chưa có đúng cách nha. Rồi, không không liên thiên nữa. Bây giờ sẽ kéo kéo xong rồi cân cho người biết mấy ký nha. Đây. Rồi lên này. Bây giờ lên nha cả nhà. Hơi nặng á. Đây. Kỳ đau tay mọi người, nó khuyết nè. Cái này mọi người muốn test thì có thể nha, quấn thêm cái khăn vào nha mọi người. Nó khuyết khuyết đỏ tay luôn á, cực kỳ đau. Bây giờ sẽ cân lại cho người xem cái cân chúng ta nha. Số ký 00 nha. Có bán cân này luôn nha mọi người. Anh em ủng hộ cân này thì ủng hộ luôn nha. Đây bây giờ sẽ móc vào này. Lên nha. Đây. Mọi người xem cái máy kỹ nha. 10 13 kg 9. Đây, 13 kg 9 gần 14 kg nè mọi người. Đây nha. Không ăn gian nha mọi người, đây. Nó số ký này. Nó gần 14 kg nha. Uy tín chưa mọi người? Hay là lên nữa? Sẵn thì gom chì nãy giờ muốn hết rồi, còn có nhiêu đây đổ vô hết luôn nè, tầm này chắc nửa ký nữa đó. Tầm nửa ký chì nữa nha mọi người. Quay góc gọng lại nè cho mọi người xem nha, khoảng 14 kg mấy nha mọi người. Dây số 10 0.52 nha. Đây thôi lại nè. Ok chưa cả nhà? Kéo luôn nha. Wow. Căng chưa mọi người? Dây nó không đứt. Dây không đứt mà nó đứt cái khóa. Đau đầu. Hư cái khóa luôn rồi. Nói chung là cũng rất là mệt nha mọi người. Nói chung là tầm 14 kg mấy mọi người lên được với cái dây này. Đây, nó không đứt dây mà nó gãy cái khóa chịu không nổi, sắt mà chịu không nổi mà dây này không đứt nha mọi người. Rồi ok, thì giá thì không thay đổi, 160.000 một cuộn. Mọi người mua 2 cuộn miễn phí vận chuyển toàn quốc, nếu mua 1 cuộn cộng với ship giùm rạng nha. Có 3 màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng.
Dây thì có 0.0417 tương đương số 8, số 10 là 52, 12 57 và 14 là 62 nha. Anh em câu xong thì số 8 hoặc số 10. Họ muốn giải trí chơi số 10 hoặc 12, câu game 14. Đó, chọn số, chọn màu. Alo rạng, gửi hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Hàng đến cho kiểm tra hàng trả tiền nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người lúc sau nha. Sửa cái khóa lại. Chơi chơi hư rồi dục.